năm câu nói lay chuyển đứa trẻ ương bướng trở nên vâng lời trẻ bướng bình thường chống đối nếu bố bắt ép hay ra lệnh. Sự cứng nhắc và nghiêm khắc quá mức thường khó mạng lại hiệu quả trong giáo dục trẻ. Bản chất tự nhiên của con người là luôn chống đối và cố làm trái điều người khác yêu cầu. Trẻ em cũng không ngoại lệ. Điều gì bố mẹ càng cấm thì trẻ càng làm. Vậy những lúc như thế, bố sẽ làm gì để khuất phục đứa trẻ? theo chuyên gia tâm lý bố nên chọn những câu từ mang tính khích lệ dễ nghe để tác động đến trẻ nhằm kiềm chế tính hung hăng nổi loạn và chuyển hướng hành vi tiêu cực của chúng dưới đây là năm tình huống bố thường gặp khi nuôi dạy trẻ và năm câu nói lay chuyển trẻ ương bướng trở nên vâng lời trẻ không muốn ăn thỉnh thoảng mẹ đi vắng bố phải chăm lo việc ăn uống cho con nếu trẻ thuộc dạng biếng ăn bố đừng la mắng hay ép buộc thay vào đó bố hãy ngồi cạnh con vì ăn một mình sẽ rất buồn đồng thời bố hãy không ngừng khích lệ con ăn giỏi quá rồi tiếp đó bố có thể kể vài mẩu chuyện ngắn để trẻ vừa ăn vừa nghe mà quên đi cảm giác chán ăn con không muốn dọn phòng hay làm công việc nhà được sao như một cách tự nhiên trẻ rất dễ phản ứng và khó chịu với từ cụm từ như hãy làm ngay tại sao không làm đi bố có thể nói với con con có cần bố phụ một tay không hẳn nhiên đứa trẻ sẽ vui vẻ làm ngay vì có sự hỗ trợ của bố hoặc có khi trẻ sẽ tự làm nhưng nó cảm thấy hồ hởi vì không bị ép buộc hay thúc ép. Khi bố cần đi gấp nhưng con vẫn còn muốn chơi khi hai bố con cần phải ra ngoài nhưng trẻ vẫn còn dây dưa với trò chơi của chúng. Lúc này, bố càng hối thúc thì càng không có kết quả. Vì vậy bố hãy cho con sự lựa chọn, cũng là cách để con có thời gian dọn dẹp nốt những gì còn dang dở. Chẳng hạn, bố có thể nói: "Con muốn rời đi ngay bây giờ hay là sau 10 phút nữa?" Khi trẻ nặng nặc đòi mua đồ chơi trẻ luôn cả thèm chóng chán, dù ở nhà có rất nhiều đồ chơi nhưng vẫn muốn mua thêm. Nếu bố từ chối ngay hoặc nói không được chẳng những không ngăn việc chúng vòi vĩnh mà còn có thể làm tổn thương trẻ. Bố có thể tìm cách hoãn binh bằng cách nói với con để tạm đấy. Sinh nhật bố mua cho nhé. Muốn con ngừng làm một việc gì đó nếu con đang chơi trò chơi nguy hiểm hoặc bố đang bận túi bụi để hoàn thành báo cáo không thể để mắt đến con cách tốt nhất bố hãy tìm món đồ hay thú vui nào hấp dẫn con có thể giúp con ngồi yên một chỗ và tập trung vào nó ví dụ bố có thể nói con thử tô bộ màu này xem có đẹp không bố mới mua cho con hôm qua nè trái lại nếu bố ra lệnh con ngưng ngay trò con đang chơi thì e rằng trẻ sẽ khó nghe lời